Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Ma Vạch chúng tôi xin hướng dẫn các bạn là vệ sinh cái máy in thẻ nhựa là DataCAD SD260 cũng như một số cái dòng tương tự của DataCAD. Thì trong mỗi cái hộp mực mà mực đen hay mực màu thì sẽ có một cái thẻ gọi là thẻ mà vệ sinh máy. Thì cái việc vệ sinh này là nhằm đảm bảo là tăng tuổi thọ của máy cũng như là cái chất lượng in nó sẽ đẹp hơn. Thì ở đây mình đã có khui thử một cái thẻ vệ sinh ở đây rồi, thì các bạn hãy theo dõi cái quy trình. Đây là cái thẻ vệ sinh. Đầu tiên là các bạn phải tháo hết tất cả và mực ở trong máy cũng như là cái thẻ ở trong hộc ra để mình tiến hành mình vệ sinh máy. Thì ở đây là mình sẽ quay rõ hơn về cái menu. Ở đây là cái menu của cái máy DataCAD SD260. Thì các bạn sẽ bấm vào là menu. Bấm tiếp là Enter. Enter một lần nữa. Và nó sẽ hiện cái mục là Cleaning CAD. Rồi mình Enter. Mình tiến hành là mình sẽ bỏ thẻ vào. Rồi, máy này đang tiến hành vệ sinh. Các bạn có thể theo dõi. Rồi, ở đây thì cái khe thẻ ra thì nó đã xuất hiện cái thẻ mà đã vệ sinh, thì cái quá trình vệ sinh của mình đã hoàn tất.